MC Hà Cảnh hé lộ lý do tiết mục của Chipu và Huỳnh Hiểu Minh lập kỷ lục rating Đài Hồ Nam. Trả lời một số câu hỏi từ báo chí, MC Hà Cảnh đã có những chia sẻ về đêm diễn giao thừa. Trong một năm hoạt động ở Trung Quốc, Chipu là nghệ sĩ Việt đông fan nhất tại đất nước tỷ dân này. Lý do về sự thành công của cô là gì? Dịp năm mới 2024, Chipu biểu diễn tại sự kiện chào năm mới của Đài Hồ Nam, hát cầu vồng mỉm cười cùng Huỳnh Hiểu Minh. Trên Weibo, gu ăn mặc của ca sĩ người Việt nhận nhiều lời khen, video thu hút hàng triệu lượt xem. Màn song ca của Chipu, Huỳnh Hiểu Minh giúp Đài Hồ Nam đứng số 1 về rating, đạt mốc cao nhất là 2,79% và có lượng khán giả chiếm lĩnh 12,4% thị phần. QQ cho biết, sự kết hợp của Huỳnh Hiểu Minh và Chipu là yếu tố quan trọng nhất góp phần giúp đài tăng rating. QQ đánh giá, hai ngôi sao chung, Việt đã có một sự kết hợp như mơ và hấp dẫn. Huỳnh Hiểu Minh là ngôi sao quốc dân của Cbiz, trong khi Chipu đang là nữ nghệ sĩ quốc tế được yêu thích và săn đón ở Trung Quốc. Hồi tháng 11 năm 2023, Chipu lên sân khấu sự kiện đêm hội TMALL, diễn loạt hit trước hàng nghìn khán giả Trung Quốc. Ngày 29 tháng 10 năm 2023, Chipu diễn tại sự kiện âm nhạc ASEAN Youth Music Festival 2023 AIMF, Đại nhạc hội thanh niên châu Á, đứng chung sân khấu cùng hàng chục ca sĩ khác. Người đẹp còn liên tục xuất hiện tại các game show. Hồi tháng 10 năm 2023, cô mặc đầm lệch vai ghi hình chương trình Hello Saturday trên kênh Mango TV. Bước tiến của Chipu ở đất nước tỷ dân phải kể đến việc cô xếp vị trí thứ 6 trong đội hình chiến thắng chung cuộc tại show giải trí tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng ở Trung Quốc. Nhờ bước đệm ấn tượng, cô tiếp tục góp mặt ở những chương trình truyền hình thực tế tại nước bạn. Chipu hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam ở cả vai trò diễn viên, ca sĩ. Tuy nhiên, cô không nhận được phản ứng tích cực của khán giả quê nhà khi không ít người cho rằng nữ ca sĩ hát yếu, không có tố chất làm ca sĩ. Tuy nhiên, Chipu lại biết tận dụng thế mạnh của mình về ngoại hình, khả năng nhảy trên sân khấu để gây ấn tượng với khán giả Trung Quốc tại tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Game show Trung Quốc Chipu tham gia đúng với hình tượng cô phù hợp để theo đuổi. Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng là nơi các thí sinh thi đấu để chọn ra một nhóm nhạc, qua đó trở thành một idol, thần tượng, thay vì đứng riêng như một nghệ sĩ.